đi, không chơi nữa à? Sao tụt quần ra thế? Làm sao đây? Tao tụt quần ra làm gì? Ngã này, đi vào đây ngã này. Đi, được rồi Bi ơi. Đi được rồi. Yeah, đi được rồi. Trời ơi, sao bao nhiêu ngày mãi mới đi được. Bây giờ đi nhá. Nào, đi ngồi đây, chị phải đâu chơi cho Bi chơi. Ngồi đây, ngồi chị nhé. Ngồi lên giường này. Đấy, ngồi đây. Lấy chị lấy đi đồ chơi nào. BiBi ạ. BiBi. Này, đồ chơi đấy. Chơi đi, bỏ ra chơi này. Nhiều đồ chơi chưa? Này ngồi đây này. Cái gì? Đây nhiều đồ chơi này. Này cầm cái này nữa. Nạp viên còn no chưa? Ngô này, ngô này. Nước nóng lại. Đây. Mời bác uống trà. Làm sao này Vi? Không chơi nữa à? Sao tụt quần ra thế? Chơi nào chơi ở ngoài này. Đây này. Chơi này chơi ở ngoài này. Chơi đi Bi. Ủa? Sao đấy Bi làm gì đây? Nó tụt quần đấy. Chơi à? Làm gì đấy? Bi, sao ra đấy ngồi? Trên này. Ngồi suy ngẫm cái gì đấy? Ngồi suy nghĩ cái gì đấy? Ngồi đấy làm gì đấy? Nói Bi làm gì đấy? Gì cũng tụt quần ra thế này không chơi nữa. Không biết đâu. Làm gì đấy? Sao cứ tụt quần ra thế này? Làm sao đây? Tao tụt quần ra làm gì? Ngã này, đi vào đây ngã rồi. Làm gì đấy? Ừ? Sao cứ ngồi đây để đấy chứ? Sao? Ôi trời ơi! Này chị xem nhé. Xem dịu ịt được chưa nhé. Này, này đi xem. Này xem đít cho. Úi trời ơi. Đi được rồi Bi ơi. Đi được rồi. Đi được rồi Bi ơi. Đi được rồi. Đi được rồi kìa. Yeah, đi được rồi. Trời ơi, sao bao nhiêu ngày mãi mới đi được. Bây giờ đi nhá. Mọi người ơi, BiBi đi được rồi mọi người ơi. Đi đi giờ đi nhá. Trời ơi, sao mấy ngày mới đi được. BiBi vui không? Vui không? Ừ. À, đi xử lý nha. Ừ. BiBi nhé. Rồi, sạch rồi, vào tắm nhé. Bơi đi. Bơi nào. Đấy các bạn, ăn uống là mình đầy đủ nhé. Cố gắng gì và ăn nhé. Sắp khởi hành rồi đấy. Bơi đi rồi. Đưa đấy nè. Thật mờ chúng nước nóng nhé. Mấy hôm rồi này là sáng thức mà quên thì hơi ướt quá chị đi thôi. Này có nước ấy. Ướt thế rồi này. Kia, nè, xuống đây này. Xuống đây này, đừng nhảy người chị ngã ra đây. Trời ơi, bắn tung xuống. Xuống đây bơi đi. Nhảy người chị đất đã có đá rồi. Bơi đi. Trời ơi. Đã bơi xong chưa? Chị tắm cho. Xong ra đây để chị tắm này. Ra đây. À, ra đây để tắm. Tắm bọt nha. Ôi lại. Ra đây. Rồi. Từ tắm thêm xíu nữa, bây giờ chán nước xong. Sini aja. Langsung ya. Cầm chả này, chả đi. Chị nhắn thôi, chị chả người thôi nhé. Trắng nhá. Để sắp xong rồi. Vâng. Đấy. Lấy xong chị lấy khăn lau rồi đó. Đi. Từ từ. Rồi. Ê. Đây là mình sấy chọn. Lấy cái quần áo. Đây. Trời ơi, ướt hết cả quần áo. Chị đau người khô qua nhé. Để xong rồi sấy nhá. Sấy cho ấm. Mùa này hơi lạnh rồi. Bi ơi, cái này này. Cái này. Đây xuống đây nào. Bi ơi. Đấy, nằm đấy. Nằm đấy chờ chị đi sấy. Bi ơi. Nằm đây này. Đấy, nằm đấy. Đây, đúng rồi. Đấy, chị sấy đó. Ơ. Đi được quá vui, đi được rồi vui quá à? Úi trời ơi. Đang ngồi hết. Xong rồi. Ê, lấy bỉm ra đây gì, từ chị đóng nhá. Đóng bỉm nhé. À đây đúng rồi, biết lấy bôi dầu à? Lấy dầu để bôi nhé. Đây ngồi đấy. Bôi dầu cho ấm người nhá. Đi ăn bệnh đi. Bôi xíu vào bụng này. Đây bôi ra. Để không bị đau bụng ấy. Bôi cho ấm nhá. Không bị đau bụng này. Rồi đóng bỉm nha. Cắt giờ để đóng bỉm. Nằm xuống đi đóng bỉm cho. Uy. Ok, mặc quần đi. Mặc quần lại. Quần cao. Quần này hơi dài. Xong đi ngủ nhé. Chơi nãy giờ rồi đi ngủ nhé. Chơi. Chị dẹp đồ đi ngủ. Trời ơi. Cắt đồ lên xong cắt đồ chơi cho đi ngủ nhé. Ngủ không? Hết được chơi rồi, hết giờ chơi rồi. Cho anh cho bóng. Úi dồi ôi. Nằm xuống ngủ đi Bi. Từ đây, đây, chai chân này. Nằm xuống ngủ, đúng rồi. Nằm xuống. Bỏ chân xuống. Ngủ đi. Ngủ đi. Ngủ đi. Amen.